Chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Tại sao kết nối vũ trụ với giác quan thứ sáu của bạn lại quan trọng? Vũ trụ là tất cả không gian và thời gian, bao gồm các hành tinh, ngôi sao, thiên hà, con người và tất cả các dạng vật chất và năng lượng khác. Kích thước không gian của toàn bộ vũ trụ là vô hạn. Tất cả những gì bạn nhìn thấy bằng mắt thường và thông qua các phương tiện truyền thông ngày nay là sự mở rộng liên tục của không gian và các thiên thể. Điều gì sẽ xảy ra nếu cấu trúc vũ trụ đại diện cho một chức năng không nhìn thấy quan trọng hơn, giống như một thực thể tư duy, một tâm trí phổ quát mà chúng ta gọi là đấng thiêng liêng, có khả năng giao tiếp với chúng ta một cách trực giác thông qua tâm trí và cảm giác ruột. Bạn đã bao giờ cảm thấy đau lòng về một tình huống hay chưa? Nếu có, bạn đã cảm nhận được điều gì đó về một người hoặc một sự vật mà không biết tại sao, và bạn chắc chắn những gì bạn cảm nhận là đúng. Một cảm giác không có cơ sở logic, không dựa trên sự kiện, một nhận thức mà bạn chắc chắn là đúng nhưng không thể giải thích tại sao. Ý thức phụ này là cách bạn nhận được xác nhận của mình, và nó đến từ một ý thức hoạt động bên ngoài lĩnh vực tri thức của con người, được gọi là con mắt thứ ba hoặc giác quan thứ sáu. Hãy nghĩ về giác quan thứ sáu như một cái nhìn sâu sắc hoặc kiến thức trực quan. Nhiều người trong chúng ta gọi nó là con mắt thứ ba, nhưng cụ thể hơn, đó là sự kết nối của linh hồn với vũ trụ. Sự kết nối này xảy ra một cách tự nhiên, bởi vì tâm trí của bạn là một phần của tâm trí phổ quát và giống nhau, với sự khác biệt duy nhất là mức độ ý thức. Những gì bạn trải nghiệm trong thế giới vật chất bắt đầu từ lĩnh vực tinh thần. Khi bạn nhìn cuộc sống từ góc độ tâm linh thay vì dưới góc độ trần thế, bạn bắt đầu khám phá ra một số bí ẩn của nó. Thông tin nhận được từ bên trong sẽ giúp bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống. Vấn đề duy nhất là bạn không biết nó tồn tại. Vũ trụ có các quy luật tâm linh quy định mọi thứ bạn làm, cho dù bạn có biết chúng tồn tại hay không. Hầu hết mọi người không biết về các nguyên tắc quản lý này. Vũ trụ tồn tại trong sự hài hòa hoàn hảo dưới các quy luật của vũ trụ. Một khi bạn biết, áp dụng và phù hợp với các quy tắc này, bạn sẽ trải qua một sự thay đổi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của bạn. Quy luật mà Quốc Anh đang đề cập đến trong video này là quy luật bất biến. Định luật đầu tiên trong 7 định luật phổ quát cho chúng ta biết rằng tất cả là tâm trí, vũ trụ là tinh thần. Hành vi của con người tiết lộ các hoạt động có nguồn gốc phi vật chất, có khả năng nhận thức được điều gì đó trực tiếp thông qua giao tiếp nội bộ. Để nhận biết, phân biệt, hình dung hoặc hiểu điều gì đó ngoài năm giác quan, hãy nhìn nó theo cách này. Vũ trụ với tất cả sức mạnh và khả năng ngoại cảm nằm trong bạn. Vũ trụ là hỗ trợ tất cả các vật chất sống. Ở một cách dễ hiểu, khi bạn đạt được mục tiêu trong lĩnh vực tự nhiên hay vật chất, dù là tốt hay xấu, thì nó bắt đầu từ lĩnh vực tinh thần. Vũ trụ đọc suy nghĩ của bạn. Thông qua quyết tâm và nỗ lực tập trung của bạn, vũ trụ sẽ phản ứng bằng cách cho bạn những gì bạn muốn. Kết quả là mục tiêu của bạn hiện thực hóa trong thế giới tự nhiên nhờ sự kiên trì của bạn. Nếu yêu cầu của bạn phù hợp với vũ trụ tự nhiên, bạn sẽ thu hút được năng lượng mang tính xây dựng. Nếu những gì bạn đang cố gắng hoàn thành trái với trật tự phổ quát, bạn sẽ thu hút năng lượng điều chỉnh của chính mình, cách giữ thăng bằng của các trường năng lượng. Không có suy nghĩ vật chất sống nào thoát khỏi nó, bởi vì bạn là một với cội nguồn. Không giống như luật pháp của con người, luật phổ quát là những nguyên tắc không thể thay đổi, chi phối tất cả các dạng sống. Nếu bạn hành động trái ngược với quy luật vũ trụ, sẽ có hậu quả. Bạn sẽ tự gây hại khi đi ngược lại trật tự tự nhiên của vũ trụ. Khi bạn sống thuận theo vũ trụ, ở bên trong và xung quanh bạn, năng lượng chữa lành đang hoạt động để đưa bạn trở lại sự hài hòa hoặc cân bằng. Do đó, bạn có thể gặp phải sự cố tắc nghẽn nào đó, các mối quan hệ không suôn sẻ, bạo lực hoặc bệnh tật làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Do đó, bạn tạo ra hoàn cảnh của mình, thu hút những gì bạn phục vụ. Các quy luật phổ quát phản ứng một cách tự nhiên với những hành động tiêu cực của bạn để mang lại sự cân bằng cho tổng thể. Cầu nguyện để được tha thứ sẽ không hiệu quả,
vì sẽ không có gì thay đổi trừ khi bạn thay đổi. Cuộc sống hiện tại của bạn giống như gieo nhân cho kiếp sau. Vì vậy, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm vì mọi việc bạn làm đều có hậu quả của nó. Bạn tạo ra môi trường của bạn. Các định luật phổ quát chỉ phục vụ cho việc duy trì sự cân bằng trong vũ trụ vô hạn, không phải để phán xét hay tha thứ, bởi vì nó giúp bạn vượt qua những trải nghiệm tiêu cực hoặc đau buồn từ những người đã đối xử tệ bạc với bạn. Thay vì để sự cay đắng và tức giận làm xáo trộn cảm xúc của bạn, nếu bạn thực sự hiểu các hoạt động của vũ trụ, bạn sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn bất kỳ hoạt động nào có thể gây mất cân bằng, trái quy luật vũ trụ. Bạn là năng lượng sáng tạo được hợp nhất với vật chất của con người để tạo thành một linh hồn sống. Cơ thể của bạn là ngôi nhà, vật chứa hoặc bộ đồ trái đất cho phép bạn tồn tại trong bầu khí quyển này. Bạn là năng lượng vô hình bên trong vật chứa, được gọi là tinh thần, hay vũ trụ bên trong. Vũ trụ là nguồn điện sống duy nhất. Bạn tồn tại bởi vì bạn là một với vũ trụ. Ánh sáng bạn nhận được từ bên trong giác quan thứ 6. Sự khôn ngoan này là điều cần thiết để bạn nhận ra vị thần của mình. Vì vậy, khi phù hợp với vũ trụ, suy nghĩ của bạn vẫn không bị ảnh hưởng khi bạn trải qua các giai đoạn phát triển tinh thần khác nhau. Sự phát triển trong ý thức phổ quát không phụ thuộc vào ý chí của trí tuệ hay khả năng của nó, mà là cường độ của một thúc dục bên trong. Đó chính là năng lượng vũ trụ. Hướng dẫn đúng không phải là tích lũy kiến thức. Nó là sự thức tỉnh của ý thức trải qua các giai đoạn liên tiếp. Thế giới vật chất là tạm thời và dựa trên niềm tin. Khi cơ thể vật lý của bạn hết hạn sử dụng, năng lượng tinh thần của bạn vẫn là một với vũ trụ khi nó rời đi dưới sự chỉ dẫn đúng đắn. Hãy nhớ rằng sự khác biệt giữa bạn và tâm trí phổ quát là mức độ của ý thức. Tuy nhiên, có hai trường phái suy nghĩ để lựa chọn. Một là theo quan điểm phổ quát dựa trên thực tế như Quốc Anh vừa chia sẻ, và một là theo quan điểm tôn giáo dựa trên niềm tin. Khi bạn tin vào thực tại của con người, bạn vẫn chưa thức tỉnh khỏi bản chất động vật của mình, hoàn toàn dựa vào năm giác quan của bạn. Tư duy này tạo ra sự mất cân bằng. Tâm trí của bạn là vĩnh cửu, giống như vũ trụ. Thiếu kiến thức phổ quát về bạn là gì, năng lượng của bạn không thể chuyển sang ý thức cao hơn khi cơ thể vật chất không còn hữu ích nữa. Tại sao lại như vậy? Bởi vì bạn tin vào một thực tế tinh thần sai lầm, không liên quan gì đến cuộc sống thiêng liêng của bạn. Khi bạn mơ, bạn đang sử dụng năm giác quan của mình để nhìn, chạm, nghe, ngửi và nếm, hay tâm trí của bạn. Nếu kiến thức phổ thông mà bạn không biết, bạn có nguy cơ sống trong một vòng đời không mong muốn. Bạn không thể trốn thoát. Khi đã đến lúc bạn tiến tới ý thức cao hơn, bạn không thể, vì bạn thiếu chánh niệm để tiếp tục. Do đó, linh lực của bạn sẽ được tái chế mà không cần ký ức trước đó của nó và được sử dụng lại. Chu kỳ sinh sản này sẽ tiếp tục cho đến khi tinh thần bạn vượt lên trên thế giới vật chất. Các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Ngoài ra, các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.